Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, năm 2017, tổng kim ngạch trao đổi thương mại đạt khoảng 50,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,45% so với năm 2016. Tính tới hết tháng 9 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 34,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2017. Nhằm phổ biến những quy định mới về luật vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông lâm thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm của Việt Nam rút ngắn thời gian làm thủ tục nhập khẩu, đăng ký giấy phép, tránh những rủi ro trong hoạt động xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Cơ hội xuất khẩu thực phẩm, dược phẩm, đồ uống, những yêu cầu của cơ quan quản lý đối với hàng nhập khẩu sang Hoa Kỳ. Tại hội thảo, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, được đánh giá là những mặt hàng chính của Việt Nam nhưng nhóm hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm, dược phẩm và đồ uống vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại của Hoa Kỳ, cũng như những khó khăn trong việc tăng năng lực sản xuất trong nước, mà nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu biết cặn kẽ những quy định về an toàn thực phẩm, dược phẩm cũng như quy trình, thủ tục vào thị trường này. Vì vậy, để tăng cường xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, cần nhanh chóng khắc phục những bất cập này. Cũng tại hội thảo, các chuyên gia của Việt Nam và Hoa Kỳ đã giải đáp, phân tích các vấn đề liên quan đến thông tin thị trường, quy định của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Hoa Kỳ liên quan đến việc xuất nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng.